lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên. Hay quá. Đẹp ạ. Trước tiên á là nó thổi cái hơi gió vô, họ gió cho cái balloon, cái kinh khí cầu á, nó phùng lên rồi bắt đầu lửa nó mới thổi vô. Thì khi hơi lửa nó nóng á là cái kinh khí cầu nó sẽ bay lên. Đẹp quá à. Quá trời hấp dẫn luôn, nào giờ mới từng thấy luôn. Nhạc hay rồi, không khí nóng giờ này, nóng hực hực mê vô. Các bạn có nghe không? Quá trời. Xin chào buổi tối đại gia đình mến yêu của Hiển Chờ Trời Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, thì chiều ngày hôm nay Hiển cho Phó Bếp đến đây để review cái khung cảnh hội chợ ở tại cái vùng Parramatta. Xung quanh Hiển hiện tại bây giờ là người ta tập trung cũng đông rồi đó các bạn. Thì mình nhìn thấy các trẻ nhỏ rồi người lớn nó cũng đang vui chơi những cái trò chơi. Bữa nay Hiển sẽ mời đại gia đình cùng đi một vòng để trải nghiệm nha. Mình đi mình review coi có cái nào hay không, biết bữa nay dám đi không, đi lên cái gì cao cao nè. Nó có làm thêm một chút trò chơi với đứa nhỏ chơi cũng vui chứ. Ở bên đây là mô tô, thì những cái trò chơi này bây giờ ở Việt Nam cũng có rồi. Đây cái chỗ này bán tích cạch nè. Ở phía bên này đó có mấy cái cục tròn tròn màu màu đó các bạn, là cái đường những cái đó là người ta phát ra cho mình ngồi, người ta để cho mấy người mà đau lưng nhức mỏi đó, cho nên mình cho mình coi còn không lấy cục. Ảnh chế trên cái chiếc xe giống như xe đạp của ảnh vậy đó ha. Ảnh gắn qua cái đồ ảnh lụm á, ảnh làm cho mấy trẻ nhỏ nó chơi. Các bạn thấy nghệ sĩ họ có cái tư tưởng rất là phóng khoáng, hay lắm. Họ làm đơn giản thôi mà ai cũng vui hết trơn. Chơi là của công ty giải trí, còn mấy cái này là của council, họ dựng lên để cho mình vào đó mình làm những cái giống như mấy cái đứa trẻ nó chơi những cái thí nghiệm hoặc là này kia đó. Đó là nó có chúng ta, nhiều khi chúng ta vô đó chúng ta hội họp hoặc ăn uống đồ chơi cũng được. Cái này nó mưa, thủ mưa đầu trên nó đúng. Thủ cho mình rồi có mưa nữa mình chạy vô mình đúp à. Rất là hay luôn ha, cái liều họ dựng lên công nhận thấy vậy chứ kiên cố lắm luôn á. Đủ môn chơi hết trơn á. Cái này cho mấy đứa nhỏ ba bành chồng á. Bên này bắn súng nè, muốn bắn không? Ồ. Nó làm cho mấy đứa nhỏ cười vui ha. Yeah. Cái gì cũng vậy, muốn cho trẻ em nó có cái tinh thần ái quốc là mình phải tập cho nó chơi súng ống từ lúc nhỏ đó, để lớn lên nó mới có đứa làm bác sĩ, đứa làm kỹ sư, đứa đi lính rồi này kia chứ. Có nhạc sống rồi nữa nè, hay quá ha. Cái này là bán vé cho mình lên luôn ha. Nhưng mà nó bán hết tất cả trời, mình mua trễ rồi, số ao hết trơn này kìa. Đây là các bạn, cái khu này là nghe nói là chốc lát nữa đây họ sẽ bay cái khinh khí cầu, những cái khinh khí cầu đó họ bán vé cho mình ngồi đó. Một cái lồng của khinh khí cầu ngồi khoảng được 8 người hay nhiêu đó, 8 hay là 6 hay là 4. Mình cũng không biết bao nhiêu người nữa. Tùy theo lớn nhỏ ha. Chà, chờ nó bay lên chắc vui lắm hả ta, đẹp lắm luôn ha.
họ rào là hết trơn, họ không cho mình vô gần các bạn, tại vì có lửa nó nguy hiểm á. Ở đây họ chơi cái gì, họ làm cái gì cũng an toàn lắm. Ở đây là sân khấu để cho ban nhạc người ta lên trình diễn miễn phí cho mình nghe chơi. Ở bên kia nữa kìa, bên kia bán đồ ăn hay gì nữa. Ờ, bên đó bán đồ ăn phải không? Qua đó mình kiếm đồ ăn nha. Mới bước có 3 bước là đói rồi. Cái gì thì không biết, chứ nói về nhạc của Tây là thôi khỏi chê. Đâu ra đó, bass ra bass, chép ra chép, không có lộn xộn. À, đây, bên đây là bán nước. À, cái này cà phê ha. Cà phê ngon á, giờ thấy ngon vậy. Ở bên đây họ bán cà phê. Giờ thấy ngon á. Bánh hamburger tôi xếp hàng quá chứ. Đây các bạn nhìn thấy không, cái món ăn mà hamburger là cái món ăn mà quốc hồn quốc túy ở tại những cái nước giống như là Âu Châu hoặc là Úc, Mỹ. Ở đâu có bán hamburger với kem là các bạn thấy là lúc nào cũng đen nghịch. Cái lò hả, để nướng thịt cái hả? Cái này cái gì, cái lò nướng pizza hả, gì quá wow. Trời. Bự dễ sợ không? Có hơi nóng nó ra luôn á. Đây, bên đây cũng hamburger nữa mà. Ở đây họ bán cái gì mà họ để lách bia nữa nè. Barbecue. À, bên đây là bán mì hay cái gì của người Á Châu nè. Dumpling. Wow, hay. Cái chocolate nó chảy xuống vậy đó, nó chảy hoài xuống, ở dưới nó nấu sôi nó cứ chảy lên vậy đó. Đó, mình thấy mấy người ở Việt Nam nướng bánh bông lan, họ lấy muỗng họ làm thấy mệt nhọc quá ha. À đó, làm thế hay họ làm giống vậy hay á. Đây mình mua xong rồi nè, bây giờ mình đi lại mình cần mua gì nữa không, hay là lại lấy giải chải? Rồi chải đây, ngồi xích vô đây chút, qua chỗ ta đi anh. Các bạn ơi, sau 3 phút 3 phút đi một vòng là phó vip đã đói rồi, Hiển cũng rung tay rồi. À trời mưa rồi, mời các bạn nghe cùng giải trí ăn cái bánh này, gọi là cái bánh gì kìa, pancake đó, có chocolate rồi cũng vui đó nè, thử được không em? Thử rồi. Đây mời các bạn ăn bánh pancake nha. Đây chocolate nha các bạn, họ tưới lên, mình mới vừa mua còn nóng hổ luôn, mời các bạn nha. Vô ngon, chanh dây, trà sữa, và các bạn uống trà sữa nha. Vô các bạn ơi, vui quá vui. Ở đây có thêm cherry nè, có lăng nữa, mới chốt lịch nữa, đóng chốt lịch nữa. đồ có nghĩa là chống chống đói. Có đỏ nè, ta đi vòng ta lượm rác giống vậy nè các bạn, thấy không? Không có bao giờ mà để mà một cọng rác mà nó lọt ra ngoài đó. Bởi vì rất là sạch sẽ luôn. Vui quá. Bây giờ ăn 8 bản rồi. Nó thả cái bong bóng lâu quá trời, bây giờ mệt nằm luôn rồi, làm chơi sung rụng nè. Ôi chim nó bay trên đầu quá trời, ngồi nó đi ngang nó làm cái tè. Chờ một tiếng nữa lận, tới tiếng nữa cái khinh khí cầu nó mới bay lên, cho nên giờ mình nằm mình chờ. Nãy giờ có bị mũi cắn không? Có chút đỉnh à, không đông người nó chia nha. Nó chia ra ví dụ như 10 con cắn mình, nhưng mà có 10 người thì chỉ có một con cắn thôi. Sao rồi, chim nó bay nhiều quá trời kìa. Kìa quá trời luôn rồi. Quá, ở đâu mà nó bay gì dữ vậy không biết. Cái này ban ngày nó ra ngoài biển, nó kiếm mồi nó ăn á. Khoa, cái gì rớt xuống tài coi trời, nó đi ngang nó ị.
mình đầm ở dưới là đi ngang nó ị trúng mình á. Hên xui. Nó cò, cò ỉa miệng ve mà vô ngay miệng rồi. Nó ị á. Vô ngay miệng rồi trúng số á. Quá nhiều luôn. Con ve, con ve. Dơi hả, dơi hả. Bây giờ thấy dơi rồi. Dơi rồi kìa. Các bạn ơi, bây giờ là 8 giờ mấy rồi nè, bắt đầu nó... Ta cũng bắt đầu làm rồi kìa. Nó thổi lên. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên. Hay quá. Đẹp ạ. Trước tiên á, là nó thổi cái hơi gió vô. Hơi gió cho cái balloon, cái khinh khí cầu á, nó bùng lên rồi bắt đầu lửa nó mới thổi vô. Thì khi hơi lửa nó nóng á, là cái khinh khí cầu nó sẽ bay lên. Đẹp quá à. Tối mà mình đâu có... Một lát nữa chắc nó có lửa vô trong, đi sẽ sáng lên chứ. Dạ. Yeah. Mấy cái đèn này cho nó rọi lên nè, nó để đèn nè anh. Qua wow, cái anh vàng này anh làm vô lẹ. Qua wow, cái lửa này mà nó khè ra biết bao nhiêu. Qua wow, dữ. Cái lửa nó khè nóng quá, mình đứng đây mình cảm giác được luôn á. Cái hơi nóng của nó đó. Ở đây mình có cảm giác là nóng quá. Lần đầu tiên Hiển đi trải nghiệm coi người ta thả khinh khí cầu. Nó thấy cũng lạ lắm. Lần sau là lên luôn nha. Đó, lần sau là leo lên đi luôn á. Lúc nãy á, mình nói là mình đi vô vùng vô vé đi, mình lên đó. Nhưng mà nó đã bán hết vé rồi. Lần sau mình lên đó mình đi. Không mà đi thường thường đi ban ngày mà đi trên mấy cái cánh đồng á. Đó, đó là ngày đi. Mình khoái như vậy đó, đi coi nó mới đã. Ủa mà sợ cao mà. Cao. Nhưng mà không sợ luôn mà. Khoái. Thích quá sợ rồi. Giống như đi máy bay vậy thôi. Sợ cũng xuống hết rồi. Ồ, thấy chưa? Thấy cái lửa nó khè chưa? Wow. Tám cái rồi nha. Ờ, tám cái. Giờ mấy cái kia nó nổi lên nữa rồi kìa. Cái mùa này mùa ga phải không? Cái mùa ga đúng rồi. Túi. Cái mùa ga thôi. Người ta muốn để cho ban đêm, để cho có đèn à, nó mỗi lần nó khè lên vậy nó đẹp thôi. Đẹp quá. Ồ, nó phùng lên liền ha. À. Vô nó phùng lên liền. Trời. Còn cái bên kia sao chưa được vậy? Nó phải đủ thôi cho nó nếm lại ấy, nó dùng cửa giải. À, các bạn ơi, chốc lát nữa đây là 8 cái khinh khí cầu này nó sẽ bay lên. Nó trải nghiệm nha, lần đầu trải nghiệm nè, nhìn thấy cái cảnh này thật sự khoái tí luôn. Còn cái cuối cùng là nó cũng đã bật lên rồi kìa. Rồi. Nãy giờ ngồi mũi cắn quá, giờ hết có khinh khí cầu đốt là hết thấy mũi cắn luôn rồi. Quá trời người ta phía sau lưng Hiển rồi kìa. Từ Tú ở trong kia mà chạy dài ra ngoài cổng là hơn 10.000 người. Theo Hiển ước đông 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 dữ được. Ladies and gentlemen, yeah. Family and friends and children of all ages, welcome to the light show of the year. We're all privileged here. We're going to see a light show here that's never been attempted anywhere in the world, where we've got hot air balloons, music, laser lights, the whole thing. And all of these pilots have been practicing today to get it right. So be sure to give them a big round of applause because they work hard to make it work for you. So enjoy the show! Thank you.
trời hấp dẫn luôn, nào giờ mới từng thấy luôn. Nhạc hay rồi không khí nóng, giờ này nóng hực luôn. Mê luôn. Các bạn có nghe không? Quá trời. Không phải là con rơi, giống như ai vậy đó. Suối thác chảy vậy. Đẹp quá trời đẹp. Tại vì sao vỗ? Mất cầm đồ tôi. Không có vỗ. Người ta xong rồi mà người ta không muốn về. Ờ, người ta còn đứng chờ còn quá trời. Vui quá các bạn ơi, ai cũng móc điện thoại là quay tá lả luôn. Trời ơi, con kìa, con người ta kìa. Con kìa, quá trời. Hồi nãy á, sợ bị mưa cho nên chuẩn bị dù luôn quá trời luôn. À giờ không có mưa nữa, giờ lên xách cái dù à. Hiện tại bây giờ là thời tiết 30 độ đó, cho nên cũng không nóng lắm, nhưng mà tại nãy đứng gần lửa thì hơi nóng chút thôi, chứ giờ ra ngoài là không có nóng như không, nó hơi hầm, thời tiết hơi hầm. Đó, cái chiếc xe cứu hỏa nãy đó, xe phai hồi nãy đó, nó đi chỗ mà chữa lửa đó. À, đúng rồi, những cái sự kiện mà lớn là thường thường có vài chiếc xe cứu hỏa nó nằm, nó chờ sẵn rồi đó các bạn. Phải mà có hữu sự là nó sẽ dập tắt liền trong tích tắc, chứ không cần phải đợi, phải gọi ai chứ. Hay, thank you Australia. À, quý vị các bạn thân mến, thì vừa rồi Hiển với Phó Bếp mời đại gia đình mình trải nghiệm nha, một đêm ở tại cái vùng Parramatta. Là ngày hôm nay là họ biểu diễn mấy cái khinh khí cầu, họ làm cho mình coi thôi. 6 giờ sáng ngày mai họ mới bay, nghe nói bay từ đây đi đâu tới Lake Town gì đâu. Nãy nó nói là giống như là không có đủ gió đó, gió đó bà ta im đó. Thương mến Hiển chờ vui lòng like, và chưa đăng ký thì cho một đăng ký để cùng ủng hộ nhau các bạn nhé. Giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye.